Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Thị Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Hán Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Trường, anh Sang, anh Kiệt và anh Minh và nhóm Hội Phật Giáo Từ Thiện xã Mỹ Lương đến quay cưa cây. Thì trước mắt mình là cái bạch đàn khá cao, bên dưới nó có 4 cọng dây điện cáp quang. Bên đây là cái cột điện, có nhiều sợi dây điện. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nhóm sẽ cưa cây bạch đàn này như thế nào nha. Wow, chằng chịt luôn. Thôi bây giờ thì anh Trường và anh Sang sẽ tìm giải pháp để kéo những sợi cáp quang này sát vô. Thì lấy sợi dây để túm những sợi phay qua bên đây để nhánh một chút rớt không bị đứt những sợi dây. Anh Sang đã leo lên cái nha. Cây này khá cao. Hiện tại giờ thì ông trời cũng đang chuyển mưa nha. Nên quay không được đẹp lắm. Bây giờ đây chiều cũng không có làm gì nữa, cây này nó giống hết nha. Cái anh Trường nói buộc treo hết. Được. Thì bên dưới nó cũng đường dây điện. Rồi qua đi. Buộc cho người đứng ngắn nha. Có cơ hội đây cũng có xe chạy qua lại. Nên một chút mình phải chậm xe. Thì bên trong đây có nhà thấy có mít, sầu riêng và mai kiển. Nó quay tao nói chuyện quá trời, ông nào đứng quay không à. Thì bên dưới anh Trường và anh Kiệt sẽ hỗ trợ cho anh Sang. Cái nhà thấy có những cái đường dây điện nó luôn luôn. Mình sang trở lên cây này. Bị gì mà sao à đó đó hả? Thì bây giờ thấy cái tràn này gồm có hai đoạn ha. Xuống lên dây lên giống mau. Sang xe buông sợi dây xuống bên dưới cho anh Trường
nói thêm. Anh Sa đi ra ngoài luôn rồi, đi ra ngoài nhánh là cả nhà. Ý là chuyên nghiệp thế. Không ngờ cây bạch đàn mà lên trên nhánh nhiều quá. Ah.
mới vô nha mau. Một dây trên đó chút xíu rồi xuống nhánh này nè, rồi cắt ở dưới này nè, dưới đây bật ra đây luôn. Bây giờ bác ơi, thì cây cưa mà đẩy đây luôn sọc sọc với cưa đó chứ không không hề thiện. Ơi kìa kìa, ông trời hôm nay trông xanh đẹp quá anh. Em không dám đem ra anh trường kiểm dưỡng được hai cái máy. Dây kia luôn, dây kia luôn, đừng dây kia, đừng kéo kìa. Anh thì dây. Cũng đã nói thì mà những cái sợi dây cho anh sang ở trên để treo những cái nhánh. Giờ cái cây này cũng khá to nên cần những sợi dây dài ha. Cây này khá cao. Hình xăng đã buộc sợi dây trên cái nhánh á. Hai người lắm. Hai bên nè, để kéo sợi dây ra ngoài, kéo cái nhánh ra ngoài. Cho từ từ cái chơi cái nhánh xuống đi, kéo bên trống thôi nè, để né sợi dây điện với những cái cây ăn trái bên dưới, những mai kiển đây. Giật qua, cố gắng. Ok, một người đó một người kéo thì đã xong rồi nha. Ơi, dời, lao đầu. Rồi, hả luôn. Rồi, hả luôn. Sẽ lấy cái cưa và tỉa ra. Anh sang sẽ buộc dây cái phần nhánh nhỏ nè, kế cái đọt. Nút dây lên thả lại nha. Đây cái chở nhựa quá chả tị. Làm bắt cái đường. Má nhựa ngon luôn rồi. Ừ, mỗi lần tao làm đường này mấy chục triệu nè. Minh Tâm, Nhật Bản với Mỹ Hiền vô hai ba lần rồi. Chuẩn bị Ah!
Trường Sa bắt đầu leo xuống nha. Cho nó ngã xuống dưới là anh Trường lấy những cái phần nóng của eo đàn để lót cái đường. Một chút cái nó có ngã xuống nặng nó sẽ không lúng cái đường. Em Trường chuẩn bị để cưa phần gốc nha. Cả nhà những video mới tiếp theo.